Đây là quy trình mình xử lý giống ha, mình tuyển chọn giống để khi mình xuất bán cho bà con là giống của mình nó phải vô cái quy chuẩn như thế này ha. Đây một đoạn nó rơi vào khoảng 10 cm, đây mình nói điển hình nó như cục gạch này đi ha, cục gạch này nó 10 thì bị ngang nó 10 này. Bà con nhìn nè, đây nó khoảng một cục gạch này nè, đó là nó khoảng 10 cm, nó quy chuẩn như thế này ha. Mình chọn lọc ra giống nó đạt cái tiêu chuẩn cao nhất này, những cái nhỏ này là hay là những cái nhỏ này là mình bỏ ra ngoài, mình không có cắt giống cho bà con ha, không có cái nhỏ ha. Đó. Và khi mình cắt á, mình ở đây thì mình trồng luôn cả cái đít luôn, cả cái đít của cái củ khoai, mỗi củ khoai dài như thế này, mỗi củ khoai nó dài như thế này thì mình cắt mình lấy từ chỗ này xuống này, rồi tới cái đít này á thì mình để lại mình trồng ha. Vì bà con thì không có chịu được cái đít này thì mình làm cái quy chuẩn mình cứ cắt đít này lại của mình xài, mình sử dụng. Đó, còn như những cái đoạn này là mình cứ mình cắt mình tuyển chọn cho bà con cái này đây, nên khoai để mình tuyển ra được như vậy thì nó hao hụt cũng rất là cao ha. Đó này là những cái đít này của mình nè, mình tuyển ra mình không có bỏ đít vào đây. Đây là mình xử lý vôi ha, vôi này nó tạo một cái lớp bảo vệ, một cái lớp bảo vệ nấm khuẩn cho cái củ khoai của mình ha. Những cái vết cắt này nó có vôi và nó sẽ khô nhanh và nó không có bị nhiễm trùng, nó không có nhiễm trùng với củ khoai này, cái mặt cắt này, nên nó mình bảo quản nó rất là lâu và nó rất là đạt hiệu quả cao ha. Đây. Đó. Rồi những cái giống của củ khoai của mình á là đa số là cái củ khoai của mình là mình tuyển chọn giống này, củ khoai nó có da nó rất là tím nè, nên khi củ khoai tím á thì nó sẽ rất là dẻo, nó dẻo và cái độ ngọt nó cao hơn. Đó. Đó. Tất cả cái củ khoai của mình, cái giống của mình là giống chọn lựa là cái củ khoai tím nha, cái da nó tím, vỏ tím, để một thời gian đào lên là cái củ khoai nó tím. Bà con mình lưu ý của mình là nó khác với chuyện với những người khác, người ta bán là nó khác còn mình bán như khác. Đó. Như cái mầm như thế này 1 kg nó rơi khoảng 30 mầm, nó rơi khoảng từ 30 cho đến 35 mầm như thế này. Ký gì đang hiện tại là mình bán 80.000 một ký ha. Và một mầm như vậy á, bà con trồng á, thì nó sẽ lên một cái củ. Đó. Một củ dù bà con chăm sóc tốt á, củ nó quy chuẩn á, nó rơi khoảng 300 gram đến 500 gram. Đó. Thì cũng sẽ có những cái củ nó đạt cái quy chuẩn nó tốt, phân phối nó tốt á, thì nó sẽ củ sẽ đạt 1 kg, thậm chí 2 kg, nhưng mà cái điều đó nó hiếm và nó bự quá thì mình cũng không có thích. Đó. Nó như thế này thì mình ra cái củ nó khoảng 300 gram đó đến 500 gram là vừa đẹp nhất. Nhất những cái củ như thế này nó vừa cái quy chuẩn của mình, nó là 1 kg của mình nó được khoảng 30 mầm đi, 30-35 mầm. Cổ dù như bà con ham bự nó to thì nó giảm cái số lượng mầm nó lại. Ví dụ như 1 kg mà cái củ khoai mà nó to thì nó chỉ được khoảng 20-25 mầm thôi, thì nó giảm số lượng mình lại, số lượng giống mình lại, mình không có cần thiết. Đó nên mình cái củ giống của mình là chỉ cần như thế này là đạt cái tiêu chuẩn của nó rồi. Đó nên mình bán giống là mình chọn, mình lựa từng củ. Và nhiều bà con á, không có biết được cái quy chuẩn nó như thế nào. Hôm nay mình đưa cái quy chuẩn lên để cho rồi khi mình cắt ra mình phải xử lý, mình phải để nó trong một cái thời gian để nó ngủ đông nhất định, nó phục hồi tế bào nó lại thì nó mới trồng lên, nó mới lên được. Chứ mình đem mình cắt ra liền, mình đem mình trồng liền thì nó thứ nhất nó hao hụt là do dùng nó ra nó gặp cái thời tiết mình tưới nhiều nó ẩm, nó sẽ dễ úng, nó gây hao hụt là thứ nhất. Cái thứ hai nữa mình không có xử lý vôi như thế này thì khi mình đặt xuống thì củ khoai này nó sẽ bị nấm bệnh, nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là úng và thối. Mình phải xử lý vôi như thế này trong một khoảng thời gian tầm nửa tháng cho tới 1 tháng vậy đó mình mới bán cho bà con, nên cái sự hao hụt của nó rất là lớn ha. Mình bán mà 1 kg nó từ 30 cho đến 35 mầm là vừa, 40 mầm là vừa, nó to quá nó không cần thiết nha bà con. Nhiều bà con cứ ham to như vậy thôi, muốn to thì cũng có to thôi. Còn nhiều người á đặt vấn đề như thế này, nó có chồng á, một số người nó như thế này đòi cái đầu trấu, nhưng nó thật thì đầu trấu nó cũng không có nhiều đâu. Nhưng mà đầu trấu nó chỉ được cái ưu điểm là nó chỉ lên mầm nhanh hơn thôi, chứ nó chẳng có cái gì quan trọng nhiều. Mình trồng cái nó tiêu chuẩn như thế này thôi. Nó còn cái đít nó lên chậm thì mình đã cắt cái đít mình lòn, mình tuyển vô mình lọc lại rồi, mình không có bán cái đít cho bà con ha. Đó. Như thế này là mình bán nhiều, hiện tại mình bán là 80.000 một ký. Đó. Thì bà con cứ nghĩ đi, bà con bỏ 80.000 một ký ra một ký, mà mình bán từ 5 kg trở lên mình mới ship nha.
Tại vì 5kg mình mới bỏ vô cái thùng 5kg nó vừa, chứ còn mà nó ít quá thì mình thảy mình bỏ vô nó là cái thùng nó rộng là nó shipper nó quăng qua quăng lại là gãy, nó giặt nát hết trơn. Không hiệu quả không ấy, không hiệu quả. Chứ còn mà có một số bà con ở đòi cứ đòi đầu trấu đâu có nhiều đâu. Đầu trấu dù bây giờ bà con có mua mình 200 ngàn ký mình cũng không có nhiều đầu trấu để mình bán cho bà con nữa. Mà cái đầu trấu thì nó cũng đâu có tác dụng gì nhiều đâu, nó chỉ chẳng qua nó lên sớm thôi, chứ còn mình trồng cái thân hay là mình trồng điều như thế này thì nó lên nó sẽ đồng điều, cái tỷ lệ nó sẽ đồng điều hơn, chứ đâu cần thiết phải đầu trấu. Còn cái giống khoai này là nó khác với những cái dòng khoai chụp, những cái dòng khoai S5555 gì đó của người Bắc là nó khác nha nha bà con. Nhưng bà con không có đánh đồng được, nhiều khi bà con không biết, bà con cứ so sánh giá cái này cái kia cái nọ, nhưng mà nó khác nha, cái chất lượng nó khác nhau nha. Và cái chủng loại nó khác nhau, cái hàm lượng xâm, hàm lượng dược liệu trong này nó cao gấp mấy lần cái kia lần. Chứ nó không phải là cái loại kia nha, cái loại kia là nó trồng nó năng suất nó cao lắm. Cái lá nó như cái dây và cái lá nó như dây phơi mỡ vậy đó. Không khác gì dây phơi mỡ hết đó. Cái loại đó thì cái năng suất nó cao lắm, nhưng mà cái thị trường lại không ưa chuộng bằng cái này. Cái này là bà con cứ để như vậy, để bà con để được một năm luôn. Nếu mà trong kho bà con cứ để trong cái điều kiện thoáng như thế này, bà con để một năm luôn. Bà con cái khi nào để càng lâu ăn nó càng ngon, nó càng dẻo nha. Đó. Như những cái khoai này, khoai nhỏ này của mình là người ta mua để người ta ăn, thì mình bán đang hiện tại là mình bán 50 ngàn một ký. Đó. Khoai nhỏ lột bằng ngón tay cái mình đổ xuống nè. Đó, thì ngón tay cái mình đổ xuống ha. Đó. Nói chung là cũng có củ này củ kia, chứ không phải củ nào là cũng như ngón tay cái hết nha. Có củ to hơn cái cái xíu, cái củ thì nhỏ hơn cái cái xíu. Đó. Này là mình để là khoai nào khoai ăn, khoai này luộc ăn rất là dẻo, hoặc là mình luộc mình hấp, hay là mình nấu cà ri, nấu canh. Nấu canh thì mình gọt ra nó nhỏ quá, mình gọt nó hơi cực thôi, chứ nấu canh thì rất là ngon. Nói chung khoai mài dòng này thì nấu canh, nấu súp tôm thì ăn rất là ngon, bồi bổ rất là tốt ha. Nấu cà ri, nấu chè. Này nói châu nấu chè ngon lắm. Đó. Nên nay mình nói cái clip mới. Hồi trước á là cách đây khoảng 4-5 năm á, mình đã có một cái clip nó lên thời điểm đó là 60.000, và bây giờ nó cách đây mấy năm rồi khác đó. Nhiều bà con nói hồi đó sao 60.000 giờ sao 80.000, nó khác nhau nha. 60.000 là người ta vô người ta mua tại vườn của mình rồi về rồi mà là người ta tự người ta lựa người ta ấy ha. Còn cái này là mình đã lựa, mình đã xử lý sẵn hết rồi. Rồi về khi mà bà con mua thì mình sẽ tư vấn kỹ thuật cho bà con trồng như sao đạt nhất nha. Mình sẽ theo dõi qua từng thời k� sinh trưởng của cây như thế nào. Nếu mà thậm chí bà con mua số lượng nhiều và đầu tư số lượng lớn thì em sẽ đi tới tận nơi em hỗ trợ về kỹ thuật và đất ha. Trước khi mua thì em cũng sẽ hỏi rất kỹ bà con ở cái khâu là đất nó có thích hợp hay không. Tại giống của mình không có nhiều đâu. Nên mình không có muốn bà con đầu tư rồi nó không hiệu quả. Trồng là phải hiệu quả mới trồng được. Đó. Nên đó là mình sẽ tư vấn bà con từ đầu tới cuối ha. Phân phướng như thế nào, cây quan hợp như thế nào, quá trình của cây ra sao, đặc tính của cây như thế nào, mình sẽ tư vấn cho bà con rõ để bà con nắm rõ, để bà con nắm cái đó và trồng cho nó hiệu quả. Rồi cái thứ hai nữa là khi bà con trồng á, thẳng ra mình cũng sẽ tư vấn cái hướng như thế nào đầu ra, cái việc gì mình cũng phải tự làm chủ bản thân mình. Chứ nhiều bà con có đặt vấn đề là tôi mua giống của anh rồi anh có bao tiêu cho tôi hay không. Bao tiêu không ai dám nói từ bao tiêu hết bà con. Không có cái gì mà phải mà ai dám đảm bảo cái từ bao tiêu cho mình hết á. Tại vì thị trường nó còn nhiều yếu tố lắm. Còn mình khi mình nói mình bao tiêu thì cái điều đó nó cũng khá khó. Không có cái gì mà em thấy bao tiêu hết. Nậu cây sầu riêng mình nói chữ bao tiêu mình còn chưa dám bao tiêu được mà. Mà chưa có chọn được cái chữ bao tiêu mà làm sao bao tiêu. Thì mình sẽ tư vấn cái hướng ra như thế nào để bà con hợp lý. Khi mà bà con nắm được cái hướng đầu ra thì thậm chí bà con còn mua lại khoai của mình để bà con bán cho thị trường ở tại thời điểm, ở tại cái nơi mà bà con bán nữa. Tại cái này nó cái tầm phát triển của nó rất là rộng, cái tiềm năng để sử dụng của nó rất là lớn. Nấu súp, làm thuốc trị bệnh, ăn chữa bệnh nè, làm dược liệu nè. Làm dược liệu là hình thức là ví dụ như mình làm bột dinh dưỡng nè. Mình nấu nhà hàng nè, bán nhà hàng nè. Mình nấu các món ăn, chế biến các món ăn mình ăn hàng ngày nè. Và cái ưu điểm của nó là mình để rất lâu. Mình bảo quản trong cái điều kiện tự nhiên nó rất là lâu. Để thậm chí cả năm. Nếu mà bà con biết cách nữa, để 2 năm ăn vẫn được bình thường. Mà để càng lâu là cú khoai nó càng rặt lại, nó càng dẻo, nó càng ngon. Nó không có giống như cái lò phay chụp nha.
rồi khoai chụp bà con để chừng khoảng 1 tháng 2 tháng là bắt đầu nó sẽ thúi từ từ, tại vì trong cái khoai chụp nó có cái sợi gỗ trong đó nên nó rất là khó gãy, còn cái loại này nó rất là dễ gãy ha. À, nên bà con không rõ thì bà con sẽ dễ bị nhầm lẫn ở cái chỗ đó. Nó sẽ rất là dễ bị nhầm lẫn. À, cái này là chỉ cần bà con ngửi là bà con đã nghe cái mùi sâm nó nồng rồi, nó rất là thơm mùi sâm. Cái loại kia là nó khác, loại kia một sào của nó năng tấn một ngàn mét vuông của nó trồng nó sản lượng tới cả chục tấn, 20 tấn nữa. Nó khác. Còn cái mật độ trồng của cái loại này á, theo quy chuẩn của mình á, mình trồng á, thì mật độ thấp nhất á, là 1.000 mét vuông mình trồng cho khoảng 500 kg khoai ha, 500 kg khoai giống như thế này. Thì mình sẽ trồng sắp hàng như thế này, mình cuốc cái rãnh rồi mình cứ sắp như thế này. Đó, mình cứ sắp liền như thế này. Đó, trồng hàng hai như thế này là đẹp nhất. Đó. Mình trồng hàng hai như thế này thì khi cái củ nó sẽ đâm thẳng xuống. Đó, mình sẽ sắp mình trồng như thế này ha. Mà mình trồng hai bên. Cái lưới ở giữa mình trồng hai bên như thế này, hai bên như thế này thì mình trồng một hàng như vậy thì mình trồng sẽ được hai luống đó. Trồng cái này cái lưới mình giăng thẳng lên ở giữa để cho hai bên này nó ra và nó leo lên cái lưới. Cái chi phí mà để mà mình như mà ở cái địa phương mình, cái chi phí mà để trồng một sào á, 1.000 mét vuông đất để mà chi phí đầu tư cái này á, là nó rơi vào khoảng 80 triệu. Mà 80 triệu đó là tại ở khu vực mình thôi. Nó còn tùy thuộc vào cái nó giảm lên hay nó tăng lên hay nó giảm xuống, nó còn tùy thuộc vào cái giá nhân công ở từng địa phương nữa. Đó. Rồi thứ hai là cái giá vật tư nữa. Ví dụ như giá sắt thép ở thời điểm đó mình làm nó kiên cố luôn thì mình làm bằng ống thép. Ống thép để mình dựng đứng để cho làm cái dàn leo. Nhưng mà ở bà con, ví dụ như bà con ban đầu bà con chưa có vốn nhiều thì bà con làm bằng tre cũng được, hoặc bằng cây gì đó tận dụng ở địa phương để làm cái giá thể leo lên cho nó cũng được. Đó, nhưng mà bằng cây thì nó bị cái nhược điểm á, là cái ưu điểm của nó là nó giá thành nó rẻ, nhưng mà cái nhược điểm của nó là mùa mưa bão á, trong vòng cái mùa mưa bão khoảng 4 tháng 5 tháng nó sẽ dễ mục, tại mình tưới liên tục cây nó sẽ dễ mục hơn. Đó, nó mục nó gãy nó sạp xuống thì mình hơi khó chăm sóc, cỏ cội là nó mọc lên mình không có vô mình nhổ cỏ được. Đó, nên nó sẽ khó đó. Mà ví dụ như năm đầu tiên bà con trồng á, thì bà con không cần phải sắt cũng được, bà con làm bằng gỗ thôi. Đó, bà con làm bằng gỗ rồi qua sang năm bà con lấy giống này bà con trồng lại phát triển ra 5 sào 6 sào hay thật nó nhiều hơn thì cái sản lượng nó nhiều hơn. Bà con bán một phần nào đó rồi bà con còn cái giống đó bà con lấy bà con làm giống lại. Đó, nó cũng không có nó cũng không có mất mát gì đâu ha. Và cái lợi nhuận của nó khi bà con mới khấu trừ hết cái tiền đầu tư rồi thì cái đó là thành ra cái lợi nhuận rộng của bà con ha. Một năm ví dụ như 1.000 mét vuông thì cái giá trị đầu tư trên 80 triệu nó là tiền phân phướng, tiền điện, tiền nước, mà vào khoảng nó rơi vào khoảng 5 triệu đến cho đến 10 triệu. Đó, khoảng 10 triệu cho một 1.000 mét vuông. Phân phướng, tiền nước, tiền điện. Đó, còn tiền công mình thì cái đó mình không có tính ha. Tiền công của mình chăm sóc thì mình không có tính cái đó. Đó, nó còn tùy theo cái giá nhân công ở địa phương của từng nơi nữa. Dụ giá nhân công thấp thì cái hướng đầu tư của bà con nó thấp lại. Đó. Cái hướng đầu tư cái giá nhân công thấp thì cái giá đầu tư của bà con nó sẽ thấp lại. Nó sẽ không có cao. Đó, rồi qua một năm là bắt đầu bà con bán, bà con lấy vốn lại, bà con đầu tư lấy vốn lại rồi là bắt đầu lợi nhuận rộng thôi. Khoảng chừng 10% cái chi phí đầu tư trở lại thôi, giống là bà con cũng cắt, bà con cũng xử lý, bà con lấy giống đó bà con trồng lại. Chứ mình không có độc quyền đến mức mà mình phải bắt bà con phải mua lại giống của mình. Có còn quay lại cái chỗ mà bao tiêu đầu ra, cái đó chuyện đó là mình không có hứa bao tiêu đầu ra được, mình chỉ hỗ trợ thì dùng mua giống của mình thì mình sẽ hỗ trợ. Cái khu vực của mình hiện tại á, là cái sản lượng của nó không có đủ để cung thì khi mình bán cái sản phẩm của mình thì bà con mua giống của em thì em sẽ hỗ trợ bà con là em sẽ thu mua lại mà với cái giá hợp lý ở bên có lợi. Chứ còn mà nếu mà nói mà dễ ăn mà đầu tư mà bao tiêu đồ này kia ngon lành thì nó thẳng ra tự em làm, chứ em đâu có bán giống cho bà con để em hướng dẫn bà con chi.
không có gì mà dễ hết đó. Thì khi bà con muốn trồng thì bà con tự định hướng cho mình đó, tự định hướng cho mình, chứ còn không ai định hướng được cho bà con đó. Ví dụ như bây giờ em muốn bán giống, em gạt bà con, em bán giống em nói bà con trồng đi, em thu mua, giờ tới tiền đó em không thu mua thì bà con cũng đâu có làm gì được đó. Nên em sẽ nói trước cái chuyện nó như vậy đó. Tại vì cái bài toán đầu tiên bao tiêu đã bị rất nhiều người bị dính với cái bẫy đó rồi bà con. Họ bán giống cho bà con rồi họ cũng hứa bao đầu tiêu đầu ra cho bà con, bây giờ họ không mua không bao tiêu rồi bà con, không lẽ bà con đi kiện họ biết bà con kiện họ như thế nào? Đó là chỉ trách nhiệm dân sự nhau thôi mà, chứ đâu có giá trị pháp lý gì đâu mà mình đi kiện người ta đó. Nên nó khó ở đó, nên mình nói là mình không có dùng cái từ bao tiêu ha. Ai mà nói bao tiêu cho bà con là những người đó họ gạt, họ bán giống cho bà con đó. Mình nói thẳng đó, một cái từ như vậy đó. Tại vì mình làm cái này đã lâu rồi, mình bán hàng trăm tấn, hàng vài chục tấn một năm, chứ không có phải là bán vài ba tấn đâu. Và mình trồng đạt cái quy trình của mình trồng là nó đạt một cái tiêu chuẩn nhất định, qua đúc kết qua nhiều năm mình canh tác thì mình mới là dám đứng ra mình nói chuyện với bà con được ha. Đây mình sơ qua vô mình quay cho cái kho của mình cho bà con xem và bà con tham khảo ha. Đó, như đây là cái giống của mình, giống để sang năm mình trồng lại. Đó, đây là nơi mình chứa cái giống của mình mà để mình qua năm mình trồng lại ha. Đó, còn đây là cái kho của mình. Đó, kho thì mình sẽ phân loại ra. Đó, như này là mốt mình cắt mình làm giống hết ha. Đây mình cắt giống cho bà con hết rồi. Đó, là nó vừa tiêu chuẩn nhất. Đây, còn đây là kho khoai thương phẩm. Đó, đây là khoai thương phẩm. Đó, như thế này vô loại 1 nè. Đó, như loại 1 của mình nè, từ cái ống 27 đó. Ống nước 27 trở lên đó. Đó, nó là loại 1 ha. Đây là khoai loại 1. Đây. Đó. Thì có những cái củ bác con trồng co nó củ rất là to, như những cái củ này mình để mình làm mẫu nè, những cái củ này nó 1 kg mấy á. Nhưng những cái củ này thường thường thì nhà hàng người ta thích thôi, chứ còn người mua người ta ít có thích mua những cái củ to như này. Tại vì khi người ta bỏ 100-200 ngàn ra, người ta không lẽ bỏ 100-200 ngàn người ta cầm một cái củ này về người ta cắt một khúc ra người ta nấu thì nó cũng kỳ. Hoặc là ta mua tặng, đâu có ai tặng một củ khoai như này đâu. Ta tặng, ví dụ ta tặng 5 kg thì tặng những cái củ khoai như thế này nè, 5 kg nó khoảng rơi vào 10 củ, mười mấy củ vậy đó, thì nó đẹp ha, nó sẽ rất là đẹp đó. Củ khoai nó trắng như thế này nè đó. Rồi khi mà mình bán giống cho bà con, mình cũng phải hỏi cái vùng trồng, mình cũng phải hỏi cái vùng trồng cho hợp lý, mình mới là bán giống cho bà con. Chứ giống mình không có nhiều để mình phung phí hay mình gài bà con để bà con mua. Ví dụ rất nhiều bà con ở cái vùng cao, vùng Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum á, những cái vùng đất đỏ Ba Giang á, đòi mua cái giống này của mình về trồng, nhưng mà mình không có bán là lý do. Mình bán về bà con trồng không có đạt chất lượng như thế này, không có đạt giá trị thương phẩm, bà con rất khó bán. Mà khi bà con cứ biết, bà con cứ nghĩ mà mình đầu tư ra vài trăm triệu ra, thậm chí cả tỷ ra để mình trồng mà mình không thu lại, mình không bán được, thì lúc đó mình lại đi hại bà con lại không được. Cái đó, điều đó mình không có muốn làm điều đó. Nên khi bà con mua giống, mình hỏi bà con rất kỹ là cái vùng trồng là muốn trồng chỗ nào, nó có hợp lý gì không, nó có mang lại giá trị kinh tế cho bà con hay không thôi. Đó, khi nào mang cái giá trị kinh tế thì mình mới bán giống cho bà con. Đó, chứ còn chọn cái vùng mà nó không hợp lý, không hợp thu nhưỡng là mình không có bán cho bà con được. Đó, thậm chí ví dụ những người trồng ở miền Trung, thậm chí dài như Phan Rang, Bình Thuận, Phan Thiết, Nha Trang, Khánh Hòa, muốn trồng có số lượng lớn, mình cung cấp giống từ 1 tấn, từ 2 tấn trở lên thì mình sẽ đi ra trực tiếp ra tới nơi. À, mình khảo sát, bà con mời mình sẽ đi ra mình khảo sát trực tiếp cái vùng trồng nó có hiệu quả hay không. Cái loại này thì đặc chủng của nó là loại đất cát, nó trồng nó mới đạt cái giá trị thương phẩm cao nhất nha. Chứ không phải đất nào trồng cũng đạt cái điện phẩm đâu. Đất nào trồng cũng được, chính xác là đất nào trồng cũng được, nhưng mà đất mà để đạt cái giá trị thương phẩm và nó đẹp như thế này là chỉ có vùng đất cát thôi. Đất cát ven biển là đạt cái hiệu quả cao nhất. Đó, nó phải trắng mới đẹp như thế này. Khi mà bà con ra chợ hay là người ta mua thì người ta không chọn cái củ đẹp, chứ đâu có chọn cái củ lằn ngoằn đâu. Lý do mà đất đỏ Ba Giang của mình đó không trồng được là tại cái đất đó nó cứng. Mùa khô nó cứng lắm.
và có mùa mưa thì nó lại cầm nước, nó lại ướt, cái củ khoai nó sẽ đi, nó không có suông, nó không có trắng, không có đẹp như thế này. Bây giờ cho dù bà con có xử lý cho nó suông đi nữa thì cái đất đỏ, cái củ khoai này, cái vỏ nó rất là mỏng, đất đỏ nó bám vào rồi, như bà con biết đất đỏ như củ khoai lang rồi, đất đỏ nó bám rồi mình rửa hoài nó không có sạch, nó còn đỏ miết à. Mà khi mà mình cào cái đất đỏ nó nhầy ra, mình nấu cái nồi súp nó bị đỏ, nó không có nhìn, nó không có vệ sinh, mà nó cát, nó cát mình rửa cái là nó sạch bóng à. Đó, nên cái giá trị thương phẩm nó rất là cao. Chứ còn mà nếu mà mình nói mình mà muốn bán giống để mình kiếm lợi hay là không có mang giá trị á, thì mình bán cho bà con mà con trồng nó không hiệu quả thì mình đâu có, bà con đâu có cái lý do đâu mà bà con nói với mình được, đúng không? Dù nói bây giờ à, được đó, đất nào cũng được hết á, cô cứ về cô trồng đi, trồng đạt được một như thế này của con thì con sẽ thu lại cho cô ví dụ như là 50.000 ký. Nhưng mà về tôi bán tôi hứa cho anh này nọ kia cho đã, rồi bây giờ anh về anh trồng không đạt như thế này em không thu, rồi bà con đâu có nói gì được. Nhưng mà cái người thiệt thòi là bà con bỏ tiền ra, bà con đầu tư, bà con nông dân của mình thì nó khó khăn, không phải ai cũng phải tiền lúc nào cũng dư giả. Đó, thành ra là mình gạt bà con bằng cái hình thức là mình gài bà con. Đó, chứ giờ đất đỏ không bao giờ trồng được cái củ mà nó đẹp như thế này để thương phẩm nha bà con. Đất đỏ chỉ trồng được cái củ để làm giống thôi, nó ngoằn ngoèo thôi. Đó, đặc tính của cái củ này mà khi nó cứng á, khi mà đất nó cứng nó sẽ nù lại, nó đâm cánh tiên ra. Đó, nó sẽ đâm, nó phù ra như thế này. Đó, điển hình ví dụ như em sẽ lấy một cái củ nào đó mà nó đất nó cứng ha, nó đâm ra. Đó, ví dụ như nó cứng á, là nó sẽ bị cong cong quẹo quẹo như thế này nè, bà con bán rất là khó nha. Không có bán thương phẩm, người ta mua phải đẹp, chọn cũng phải đẹp, chứ người ta không có ai mà mua cái củ khoai cong cong như này hết á. Đó, khoai cong cong này mình bán chỉ bán cho khoai người ta luộc mình ăn, mình nấu chè rồi này kia thôi. Đó, mà đất trồng đất đỏ không bao giờ mà bà con, hiếm có củ mà bà con trồng được như thế này luôn á. Khi mà trồng đất đỏ vỏ nó rất dày và nó xấu của khoai. Đó, bà con thấy không, ở đây mình trồng là cái da nó mỏng, rất là mỏng, và nó suông nó đẹp lắm. Đó, nó trắng của khoai, nó suông nó đẹp, nên mình chế biến đồ này kia mình làm nó rất là sạch sẽ và rất là dễ dàng. Rồi bà con cứ đợi như thế này trong kho, cái này như kho này mình chứa mình bán quanh năm, bán hết kho này mình cứ nhập về. Đó, mình nhập những cái vườn mà bà con mua giống của mình đó, mình đầu tư á, mình hướng dẫn á, thì mình sẽ hỗ trợ bà con thức là mình sẽ thu lại và mình bán cái này lại. Đó, mình thu lại để mình bán, mình kiếm lợi nhuận. Đó, giá cả thì mình cân bằng giữa đôi bên thôi. Đó, đây à, có những cái củ này, như cái củ này khoảng 1,5 kg nè. Nhưng mà nó cũng hiếm lắm nha, tại vì mình không có cần thiết mà nó phải to như thế này. Đó, như thế này là rất là đẹp nhất nè, rất là đẹp, thật bà con thấy không? Đó, một mầm thôi, một cái mầm nhỏ xíu như thế kia 10 cm mà bà con trồng được một củ như thế này. Như cái củ này là mình đã bẻ ra làm hai rồi nè. Đó, một củ như thế này nếu mà căng nó rơi khoảng 700g, 500 đến 700g nè, thì lợi nhuận nó rất là lớn. Bây giờ giá thấp nhất gì nữa thì cái lợi nhuận nó cũng rất là kinh khủng nha. Nhưng mà khi càng sau này á, thì cái thị trường nó càng rộng thì cái hướng đầu ra của nó rất là lớn. Đó, nếu bà con mà có cái hướng và có cái tầm nhìn á, của tự mình á, thì bà con sẽ tự phát triển được cái này, thậm chí bà con xuống bà con mua lại của tôi luôn. Đó, mua lại của mình luôn. Đó, để bà con bán cho cái kênh bán hàng của bà con luôn. Đó. Ha, mình nói vậy để bà con nắm cái vấn đề ở đây ha. Đó, và cái loại này nó khác với cái loại kia nha bà con. Nó không có phải như cái loại kia, nó không có đánh đồng, cái loại kia nó chỉ 10.000, 5-10.000 một ký thôi. Đó, cái loại khoai chụp lá nó như khoai mỡ á, lá nó hình trái tim á. Còn loại này là loại lá thon dài, hình bầu dục, dây tròn nhỏ, nhưng rất là cứng, cái dây nó rất là cứng. Ha. Cái loại này á, là nó cái cọng dây nó tròn, nó hơi nhám, nó tròn nhẵn, nó hơi nhám nhẹ, nó có độ nhám. Còn cái dây kia nó dây như khoai mỡ, nó có cạnh, nó khác nha, cái loại đó nó khác. Bà con không có hình dung, chưa có hình dung kịp nên bà con cứ nghĩ là cứ khoai mài trên rừng đào củ nào ăn được thì gọi là củ mài, nhưng mà không phải nha. Củ mài thì nó cũng có cái chi này và chi kia, giống như củ đinh lăng của mình đó. Cái cây đinh lăng lá nhỏ là cái dược liệu nó khác, cây lá lớn là dược liệu nó khác, hình thức nó như vậy nha bà con. Đó, mình nói hôm nay mình làm cái clip này để nói cho bà con hình dung được rõ cái vấn đề đó ha. Nhưng một năm như thế này là mình chứa cái kho này nó rơi khoảng 10 tấn khoai, là mình bán tới khoảng tầm 3 tháng 4 tháng là bắt đầu nó hết cái kho này, ở đâu mình mới nhập cái kho khác vậy. Mình nhập của vườn khác, cái này là hiện tại là của vườn của mình ha.
và mình trồng như thế này mình mới là đứng ra mình nói chuyện, dám đứng ra mình nói chuyện với bà con nha. Trồng nó đạt như thế này, hiện tại diện tích trồng của em đang là khoảng 3 hecta, khoảng 2 hecta mấy á, đó 2 hecta. Rồi còn những vùng liên kết của mình nữa thì cái đó rất là lớn đó, nó rơi khoảng 5 đến 7 hecta, cái sản lượng nó không có đủ. Còn cái vườn chính của mình mà mình tự mình trồng thì nó rơi khoảng 2 hecta, hơn ngoài 2 hecta. Thì mình làm được mình mới đứng ra mình dám nói với bà con ha. Còn cũng có một số người người ta cũng muốn bán giống cho bà con, người ta hứa hẹn đồ này kia ta nói, nhưng mà nó khác nha. Mình không có bán như thế này cho bà con đâu. Đó, mình phải cắt, mình tuyển chọn ra hết mình mới bán, chứ để nó đạt hiệu quả cao. Chứ nhiều khi bà con mua về bà con không biết trồng, bà con trồng nó hư nó hao hụt thì lại tốn tiền. Đó. Mình muốn là mình muốn phát triển bền vững nên tất cả mọi người đều làm nó đều có lợi nhuận hết. Mình mới làm ha. Nên trước khi bà con nào mà có cái hướng này thì bà con phải tìm hiểu cho kỹ nha. Những cái vùng đất cứng thì bà con không có trồng được đâu. Mình có bán giống về cho bà con thì bà con cũng không có trồng được, không có hiệu quả. Nó lên thì dây nó rất là tốt nhưng mà cũ nó sẽ không có đạt cái hiệu quả như mình muốn đâu. Nên bà con cân nhắc cho kỹ, và bà con nào muốn mua và muốn tìm hiểu về cái loại này thì bà con cứ liên hệ với mình. Con có liên hệ với mình để mình hướng dẫn cái chi tiết cái cách trồng và cái tư vấn, mình tư vấn cái phương pháp trồng sao cho nó hợp lý, cái hướng đầu ra. Đây là cái số điện thoại của mình và cái thùng để mình đóng, cái thùng này, những cái thùng quy chuẩn của mình 5 kg. Đây. Thì sắp tới thì bên địa phương của mình cũng hỗ trợ, là sau này là sẽ tụi mình cũng sẽ có hướng là mình sẽ chế biến đó, phải chế biến chuyên sâu về cái củ này, thì lúc đó thì cái sản lượng nó rất là lớn, cần rất là lớn. Thì nếu bà con nào mà có cùng cái chí hướng mà muốn phát triển cái này thì mình cứ liên kết với nhau ha. Đó, nay mình nói rõ ràng cái này, lâu lâu thì mình phải nói để nhiều khi bà con có cái hướng bà con so sánh. Chứ nhiều người không biết, cứ đầu tư vào cái củ kia, thật ra cái củ kia này nó không có mang cái giá trị cao bà con. Cái sản lượng nó cao nhưng mà cái sức tiêu thụ nó không có. Cái đó là nói chung hẳn ra là ở mình không có chuộng cái loại đó. Loại đó nó không có dẻo, không có thơm như cái loại này nha bà con. Và để lâu không có được, trong điều kiện tự nhiên không có để lâu được nha. Còn có mình để mình bán chủ yếu là vài chục tấn, thì mình chủ yếu mình để mình bán củ tươi thôi. Tươi mình không có đủ bán thì đâu cần phải mình chế biến khô đâu. Còn nhiều khi người ta dư nhiều quá, người ta bán không được, người ta mới chế biến khô này kia, người ta bán cho mình thôi, ta bán cho bà con thôi. Bà con thấy vậy chứ nó cái loại kia nó không có hiệu quả đâu. Thấy năng suất cao vậy thôi chứ bà con trồng lên năng suất có cao lắm mấy, mà người ta không mua thì bà con cũng có nước bán nhà luôn chứ làm gì được. Có một số clip đó bà con cũng thấy có nhiều người bị gạt cái vụ đó lắm rồi nha. Nên bà con phải cân nhắc cho kỹ và phải tìm hiểu cho kỹ và đặc tính và những cái loại nó như thế nào để tránh có bị gạt vào cái việc mà mình mua giống xong rồi mình trồng lên rồi nó không mua rồi mình mất trắng ha. Rồi cảm ơn bà con hôm nay đã xem cái clip này. Bà con có nhu cầu quan tâm bà con xem cái clip này và mình rất là cảm ơn nha, để mình hiểu rõ hơn về cái Hoài Sơn là nó như thế nào, nó gồm những giống gì, giống nào đạt cái kết quả tích cao, cái giá trị thực của nó có ha. Còn những cái loại mà SS gì đó em thấy bán trên mạng, bán hạt bán cội đó là nó xàm xàm ấy nha, bán về ăn không có ngon. Người thứ hai nữa bán không ai mua ha. Rồi cảm ơn bà con hôm nay đã theo dõi, cảm ơn bà con.